lại tức ngủ không được, làm mỗi cái chỗ nó làm chân mày rồi đó á. Sẽ biết sao, nó cộng chỉ tiêu từ từ, khúc đó nó tan, từ từ nó tan khô lên mà rất cực. Nó nói bác sĩ nhưng mà nghĩ nó cũng dạng không phải bác sĩ. Cứu giùm ba ba. Đôi mắt được mệnh danh là cửa sổ tâm hồn. Ấy vậy mà có rất nhiều trường hợp mắt bị hư, mắt biến chứng sau khi thẩm mỹ đã phải chấp nhận sống chung với nó cả đời. Tại bệnh viện JW, chỉ trong vòng 3 tháng sau Tết đã tiếp nhận hàng chục ca biến chứng mắt, trong đó có rất nhiều ca gặp tình trạng nguy kịch. Mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện nhưng đều mang nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Chịu cảnh tiền mất tật mang vì lựa chọn địa điểm không uy tín, bác sĩ thẩm mỹ có tay nghề non yếu hoặc thậm chí chỉ là một tay ngang giả danh bác sĩ để phẫu thuật. Nhiều khách hàng đã lựa chọn thẩm mỹ mắt vì giá rẻ, tin vào những lời quảng cáo có cánh của các địa điểm không an toàn, không có máy móc hiện đại để nhận về hậu quả đau thương. Tái phẫu thuật mắt chính là phép màu giúp khắc phục hiệu quả những trường hợp này. Đây là kỹ thuật thẩm mỹ có tác dụng chỉnh sửa, tác động vào những đôi mắt biến chứng, hư hỏng do những lần thẩm mỹ hỏng trước đó. Công nghệ tái phẫu thuật mắt tương đối khó và phức tạp. Do đó, để thực hiện, khách hàng cần tìm kiếm địa điểm thẩm mỹ uy tín, an toàn. Thẩm mỹ mắt là thẩm mỹ rất tinh tế, chuyên sâu. Chúng ta làm một con mắt để nó tự nhiên, nó không phải đơn giản là làm 30 phút, 40 phút. Và có thể đôi khi 1 đến 2 tiếng. Đặc biệt là trường hợp tái phẫu thuật mắt, chúng ta tốn nhiều khi 3 đến 4 tiếng. Chúng ta tách toàn bộ cái sẹo, cái cơ nâng mi sắp xếp lại và chúng ta khâu từng vị trí. Thì hiện tại thì cái đơn vị chuyên khoa mắt tái phẫu thuật mắt của bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, chúng tôi mổ rất nhiều trường hợp về các trường hợp đã thẩm mỹ mắt trước đó nhưng mà người ta không có đôi mắt hài lòng. Lúc em về thì mọi người cũng khen là lần này là đẹp lắm rồi, nên là đỡ lên rất là nhiều. Thì khi em cũng vui, từ lúc mà làm xong rồi thì em có thể tự tin hơn. Thấu hiểu cho nỗi đau đớn tột cùng của những nạn nhân rơi vào động thẩm mỹ chui, từ tháng 3 năm 2017, bệnh viện JW đã thành lập chuyên khoa tái phẫu thuật mắt. Chuyên khoa được hình thành với nền tảng là sự chuyển giao 100% công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất từ Chủ tịch Hội thẩm mỹ mắt Hàn Quốc, tiến sĩ bác sĩ Hong Lim Choi. Do đó, những ca tái phẫu thuật mắt hỏng đều được thực hiện theo quy trình khép kín, tính an toàn được đảm bảo, khắc phục hiệu quả những biến chứng không mong muốn của đôi mắt hỏng, mang lại vẻ ngoài tự tin, ấn tượng cho người thực hiện. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng cơ sở vật chất hiện đại và công nghệ chuyển giao tái phẫu thuật mắt có 102 ở Việt Nam, Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã giúp cho hàng ngàn trường hợp tái phẫu thuật mắt tìm lại được vẻ đẹp đích thực.